Hãy cung cấp dịch vụ bảo mật Kaspersky Lab đang vướng vào scandal cáo buộc hãng này bắt tay với chính phủ Nga theo dõi hoạt động của khách hàng. Phủ nhận cáo buộc này, Kaspersky Lab tuyên bố sẵn sàng mời kiểm toán độc lập để làm sáng tỏ sự minh bạch của mình. Trong tuyên bố đưa ra vào hôm 23 tháng 10, hãng này cho biết công tác điều tra độc lập sẽ tiến hành vào quý 1 năm 2018, sẽ tổ chức xem xét các mã nguồn của hãng này cũng như các quy trình cung cấp dịch vụ của Kaspersky. Ai là hãng kiểm toán được mời tham gia vào cuộc điều tra này vẫn chưa được tiết lộ. Tháng trước, thì Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã yêu cầu tất cả các cơ quan trực thuộc chính phủ liên bang dừng sử dụng sản phẩm Kaspersky trong vòng 3 tháng tới để tránh đánh mất thông tin mật vào tài chính phủ Nga. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng loại Kaspersky ra khỏi danh sách các công ty ngoại được phép tham gia hoạt động thương mại ở Mỹ.